Từ 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8, mỗi lít xăng giảm thêm gần 500 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đã hạ từ 710 cho đến 950 đồng. Sau điều chỉnh của Bộ Liên Công Thương Tài chính, mỗi lít xăng RON 95 sẽ giảm về mức khoảng 25.600 đồng, giảm tức là giảm 470 đồng. E5 RON 92 có giá mới là 24.620 đồng, giảm 450 đồng. Đây là lần giảm giá lần thứ tư liên tiếp từ cuối tháng 6 cho đến nay, đưa mặt giá mặt hàng cấp này về tương đồng hồi tháng 2. Cùng đó, các mặt hàng dầu cũng đã hạ nhiệt so với cách đây 10 ngày. Theo đó, giá dầu giảm 950 đồng một lít với mức giá 23.900 đồng. Dầu hỏa cũng đã hạ thêm 710 đồng về còn 24.530 đồng trên một lít. Riêng dầu Maros vẫn giữ nguyên giá bán 16.510 đồng 1 kg như cách đây 10 ngày. So với cuối tháng 6, mỗi lít RON 95 đã rẻ hơn khoảng 7.270 đồng. E5 RON 92 đã hạ 6.680 đồng. Lần này, cơ quan quản lý giảm mức trích vào quỹ bình ổn giá 50-160 đồng trên 1 lít kg so với điều hành. Cụ thể, với xăng E5 RON 92 là 800 đồng, RON 95 3 là 850 đồng, 450 đồng với dầu hỏa và Maros là 787 đồng kg. Hôm nay cũng như thông tin từ quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, xu hướng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới 10 ngày qua đã giảm nhẹ. Bình quân mỗi thùng xăng 92 RON 92 loại dùng để pha chế E5 RON 92 giảm 1,23% về 110,63 USD mỗi thùng RON 95 trở đến mức 114,45 USD giảm 1,54%. Giá xăng dầu sau khi liên tục từ đầu năm đã có hơn 4 đợt giảm liên tiếp với mức giá hạ hơn 6,5 nghìn đồng mỗi lít xăng, song hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa giảm theo. Mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh cùng sàng và soát kiểm tra lại giá hàng hóa và dịch vụ, không để xảy ra nhiều ngân hàng và dầu cơ tăng giá bất hợp lý. And then,